Hola, chào mừng các bạn đang xem kênh Mete Vlog. Hello everybody. Các bạn ơi, hôm nay là còn cái ngày cuối rồi, hai vợ chồng mình sẽ chia tay rạch vẹn và đi về lại Sài Gòn. Thì bây giờ hai vợ chồng mình cùng với gia đình anh Đạo đi ra bắt mấy con cá để mình làm một cái buổi tiệc chia tay với lại mấy anh chị em ở đây. Thì đó, cuối cùng là 2 tháng trôi qua rất nhanh và hai vợ chồng mình rất là may mắn vì được ở đây tránh dịch. Một cái mùa dịch phải nói là hết sức an toàn và bình yên. Honey, yes. How do you think? Oh, a little sad, but I guess we will come back someday. Yeah, we will come back soon. And now we will go to another adventure, I guess. Yeah, another adventure. Bây giờ anh Đạo với chị Huệ đã ra trước sẵn ngoài đó để mở cái lồng cá rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay ngược cái video lại để các bạn xem là mình bắt 2 con cá mú nha, để xem là bắt được 2 con cá mú to như thế nào. Các bạn hãy theo chân gia đình mình nha. Rồi đây nè các bạn, cái là cái chuồng cá tới mùa này bắt đầu tháng 5 là bắt đầu có mưa rồi đó, cho nên là từ giờ trở đi là dễ có mưa lớn, cho nên là phải bọc cái lồng cá từ phía bên trên luôn cho nó khỏi mất cá. Hôm bữa là mất hết cả 100 kg cá rồi các bạn ơi, tiếc dễ sợ luôn. Anh đã bắt được 1 con hay 2 con vậy anh? Rồi bắt được 2 con cá rồi các bạn ơi. Sợ mình đang giới để lấy. Dạ. Ôi các bạn ơi, nhìn 2 con cá nè. Trời ơi nó to. Dạ. Yeah. Các bạn ơi, mình quay cận cảnh 2 con cá, lát nữa sẽ nướng nha. Đó, lát nữa mình không có quay cảnh làm cá đâu, nó còn sống không trời. Rồi nó hả miệng ra, nó vô tôi, nó oán hận cuộc đời với tôi lắm á. Nè các bạn coi nè, con cá nè, 1 gan nè, 2 gan nè, đó, 2 gan rưỡi luôn. Trời ơi, đã không? Đó, lát nữa sẽ cuốn 2 con này, cuốn với bạc nướng xong rồi cuốn bánh tráng thôi các bạn. Làm đơn giản ăn cho nó ngon, tại vì á, cá tươi như vậy là phải nên ăn cái vị mà thuần khiết nhất của nó ha. Các bạn ơi, hồi nãy hai vợ chồng mình quay giới thiệu và đi bắt cá thì trời bắt đầu âm u rồi ha, còn bây giờ là mưa luôn rồi, mưa lâm râm rồi. Thì bây giờ trong khi mà chờ đợi làm con cá để lát nữa cuốn với bạc nướng thì mình bắt đầu mình sẽ nấu một nồi cà ri nha các bạn. Rồi các bạn ơi, sau khi mà cắt rau củ quả xong rồi, bây giờ mình sẽ quay qua mình ướp thịt gà nha. Đó, ở đây là 2 con gà 4 kg. Rồi bây giờ mình sẽ ướp, mình sẽ quay qua chi tiết các bạn xem nha. Rồi các bạn ơi, đây là cái nồi mình đã thắng dầu với lại sả với lại bột cà ri ha. Mình thắng vậy, mình đảo lên cho sả nó ra tinh dầu cho nó thơm ha. Sau đó mình sẽ bỏ hết thịt gà này vô. Sau khi cho thịt gà vô thì mình sẽ cho hết cái miếng hành này vô cho các bạn. Cái này khoảng 4-5 củ hành. Sẽ cho hết vô. Sau đó mình sẽ cho 1 muỗng muối, 3 muỗng đường. Bởi vì cà ri nấu nó hơi bị ngọt ngọt đấy các bạn, cho nên là lát nữa mình sẽ nêm nếm sau nha. Mình sẽ cho vô 1 muỗng bột nêm nữa. Rồi sau nè, lát nữa mình sẽ nêm nếm lại nha. Cho vô một chút xíu xíu nước mắm thôi, tại vì cho nhiều quá nó sẽ bị nặng mùi á. Uống nước mắm đi. Bây giờ mình sẽ cho cà ri vào nha các bạn. Một muỗng tiêu nữa nha các bạn. Bay leaf, mình không biết tiếng Việt là gì ta. Bay leaf này tiếng Việt không biết là lá gì luôn. Rồi các bạn ơi, sau khi mình đảo xong rồi á, đều thấm đều rồi thì mình sẽ để đây trong khoảng 15 đến 30 phút cho nó thấm nha. Rồi lát nữa mình sẽ đi nấu nha các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay là lần cuối cùng mình được đứng trong căn bếp này và nấu ăn. Đó, ngày mai là mình sẽ về Sài Gòn mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ đảo cái thịt gà này cho nó thấm nha. Mình phải chuyển cái camera đi chỗ khác chứ cái này nó bị rung. Tại vì mình nấu là rung cái bàn, nó rung luôn cái camera của mình. Rồi các bạn ơi, nó hơi bị ngược sáng chút xíu, các bạn chịu khó nhìn nha.
giờ mình phải đảo cho thịt gà nó săn lại rồi mình cho nước dừa với lại nước lạnh vô để nấu nha. Các bạn ơi, sau khi mà mình đảo cho nó săn rồi thì mình sẽ cho vào đây nước nha. Mình cho nước vô để nấu. Và nước cốt dừa dảo, còn nước cốt đó là lát nữa gần chín mình mới bỏ vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước dừa vô nha. Thì ra là 2 tháng không mấy thì khác gì hả? 2 tháng tròn đó chị. Ngán thì không ngán nhưng mà bây giờ phải về để mà làm ăn chứ. Rồi mình sẽ cho nước xâm xấp vô nấu là dừa ha. Tại vì lát nữa mình còn nước cốt dừa nữa cho nên là không nên nấu nhiều nước quá, nó dở. Rồi sau khi mình đổ nước xăm xắp vô thì mình đậy lại để nấu nha các bạn. Nấu mà nó sôi lên một chút xíu là mình bỏ rau khoai tây với cà rốt vô. Rồi mình nấu mềm rồi bắt đầu bỏ nước dừa vô. Xong. Rồi các bạn ơi, bây giờ nó sôi được lúc rồi mình bỏ cà rốt vô nha. Cái bỏ vô chứ thôi là nấu nhiều quá, nấu lâu quá rồi nó nhiều cái gà nó. Các bạn ơi, cà rốt nó cũng hơi mềm rồi cho nên mình bây giờ mình sẽ bỏ khoai tây vô nha. Nóng, nóng quá nước. Tại con mới bỏ ra mà. Rồi một nồi đầy luôn rồi. Rồi chị Huệ đang cuốn cá rồi nha, mình sẽ quay chị Huệ cuốn cá lớn cho các bạn coi. Nhét xả vô. Nhét xả vô cho nó thơm nha các bạn, nướng cho nó thơm. Đập dập cần bỏ vô luôn nha các bạn. Là lát nữa nó nướng xong là con cá thơm lừng luôn. Rồi cuốn lại. Rồi phải cuốn 2-3 lớp mà mới đủ à. Đó, cuốn lại vậy nha. Đang ơi, kiều lửa mà mẹ nóng quá Đang ơi. Lửa ra nóng quá. Rồi con cá xong rồi bỏ vô cuốn lại mặt khác nữa nha các bạn. Cuốn con cá này nó nướng hơi lâu á cho nên là phải cuốn dày dày để nó lớp bên ngoài nó không bị cháy. Đó, một con cá nướng mà hả tới mấy mét với bạc luôn vậy đó. Anh cua đen sẽ phụ trách đem ra bỏ lên nướng. Đừng nóng nha con. Đây, chuyên gia nướng cá của nhà mình, anh cua đen. Tự gài trên video giờ cô nó kêu anh cua đen hoài luôn vậy đó. Đó, lát nữa bỏ lên 4 con cá là nướng là yên vị nha các bạn. Bà dì của nhà mình đó các bạn, bà dì ở mọi người là kêu là bà dì đó, là dì của chị Huệ luôn á. Đó, bà chịu chơi ghê không, quăng ta cái bom. Rồi các bạn ơi, bây giờ cà rốt khoai tây đã mềm rồi, bây giờ mình cho nước cốt dừa vô nha. Ôi đặc quệnh luôn. Sống trên đời tiền không quan trọng, quan trọng là sức khỏe. Đó. Có chơi là cũng chơi, có ăn là cũng ăn, khó làm rồi. Là cũng làm, khó hát là cũng hát. Rồi. Đầu óc cần thư giãn, tư đủ là đam mê thể đó. Dục nhịp điệu. Đó, một, là thể dục nhịp điệu. Chị chơi ghê không?
Rồi mình sẽ cho hành tây vào luôn nha, nó sôi lên cái là mình tắt lửa luôn. Mưa nữa là mưa nắng à. Hồi nãy là mưa mưa đó các bạn, cái bây giờ nắng lên thì bây giờ lại mưa lại mà vừa mưa vừa mà nắng luôn nè. Đó, sôi lên hồi nãy mình ướp á thì mình sau đó lúc nấu mình có bổ sung thêm 3 muỗng đường và 1 muỗng hạt nêm cho cái nồi này nha các bạn. Tại vì á mình nấu quay dài quá cho nên mình không có quay chi tiết như vậy, thêm cái đoạn mà mình nêm nếm lại đó. Mình nêm 3 muỗng đường và 1 muỗng một nêm tại vì cái vị cà ri nó hơi ngọt ngọt chút xíu mấy không ha. Đây, nồi cà ri các bạn nhìn hấp dẫn không? Wow. Một lát nữa mình sẽ khi ăn mình sẽ gắp mấy cái cọng xả này ra, đó là lý do mình để cọng xả nó dài cho dễ gắp ra nha các bạn. Đừng có cắt nhỏ quá rồi tới hồi ăn nó sạm sạm ở trong nó khó chịu lắm. Cho các bạn coi đó, hấp dẫn chưa? Đặc sệt luôn các bạn ơi. Sôi lên cái là mình tắt lửa nha. Ở đây có cục huyết rồi nè, lát nữa ai ăn thì ăn nè. Wow. Rồi các bạn ơi, cả nhà của mình đã quay quần bên nhau. Dạ dạ. Rồi các bạn ơi, cả nhà mình nè. Anh ngồi phía bên ông xã với chồng em kìa. Đó. Anh em ngửi nhau đi. Anh em ngửi nhau đi. Hai bô lão. Rồi. Đây các bạn, cá muống sau khi đã nướng xong. Rồi cà ri. Và đây là những gương mặt mà cùng nhau ăn chơi. Rồi em thay mặt ông xã em luôn, tại vì ông xã em không có nói tiếng Việt được. Đó cho nên là hai chồng em cảm ơn. Thứ nhất là gia đình anh Đạo với chị Huệ nè, là yêu thương chăm sóc hai chồng nè. Rồi sau đó là gia đình anh Tám với anh Út Tiền rủ rê ăn chơi. Đó, cảm ơn mọi người nhiều nha. Vô đi. Rồi. Còn bên đây là hội chị em phụ nữ với lại trẻ con. Đó, trong đó có học trò của mình nữa kìa. Rồi đâu giới thiệu tên coi. Hả? What is your name? What is your name? The boy over there. Boy, yeah. Boy kia. Cỡ hả? Đó, thấy chưa? Xịn chưa? Quá xịn luôn. Mai em út. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng nhập tiền với mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái cuốn bánh tráng rau sống và cá tím. Ý lộ cái muốn. Để mama mình sang bạn ấy. Thank you very much to be a very perfect host.
Rồi. À, ông xã em nói là cảm ơn đặc biệt tới chị Huệ và anh Đạo, rồi sau đó là cảm ơn mấy cháu và mấy anh em ở xung quanh ở đây. À, mọi người đã host, cái từ host này giống như là chăm sóc dẫn dắt ấy, kiểu vậy đó. À, hai chồng em rất là tốt trong thời gian qua, cho nên là bây giờ ảnh mời mọi người cùng cheers 1 2 3 yo. À, perfect là hoàn hảo. Các bạn ơi, hồi nãy là cả gia đình mình đã ăn xong một buổi ăn thật là thân mật và tình cảm, thì bây giờ là đã đến lúc mà hai vợ chồng mình đã phải chia tay đặt mẹm để đi về trên trung tâm ở Dương Đông, để sáng mai thì hai vợ chồng mình sẽ bắt phà đi qua Hà Tiên để đi về Sài Gòn. Thì bây giờ là rất là tiếc phải nói lời chia tay các bạn à, tại vì trong 2 tháng ở đây hai vợ chồng mình được sống rất là tình cảm, yêu thương đó, và mọi thứ thật là yên bình và đẹp đẽ, cho nên là đây là một cái kỷ niệm rất đẹp đối với hai vợ chồng mình. So this is a beautiful moment and memory of us in the family. Yeah, nicest place, most beautiful place in Vietnam, I guess. Yeah. Bây giờ là hai vợ chồng mình sẽ đi vào nói lời chào tạm biệt với lại anh Đạo và chị Huệ để đi về nha. Các bạn đi theo chân hai vợ chồng mình nha. Đó, có hai anh em nữa đi theo nha. Tao có hiểu gì đâu. Dạ, nhưng mà hiểu về mặt tình cảm là được rồi anh ơi. Tình cảm là mình hiểu à. Rồi, chị Huệ nè. Đi đâu đó nữa đi lấy. Chị Huệ đi lấy tiêu để cho hai chồng mình làm kỷ niệm để ăn lấy thảo các bạn ơi. Anh hút thuốc bớt lại. Rồi giữ gìn sức khỏe ha. Sao đi. Nó đâu có thành đề đó nha. Đi lưới buổi chiều là cái neo á, anh phải để ý cho em thấy cái neo em sợ quá. Để lại nó cục sắt thành nó nhọn á. Rồi để trong khi chờ đợi chị Huệ đi lấy tiêu thì mình chia tay với lại cháu gái. Ôi bộ đồ này cưng dễ thương của con, mặc mát ha. Rồi Châu nè, đó cháu dâu. Không quen. Không quen hả? Không quen. Không quen hay không quen? Không quen đó. Nói vậy mai mốt mày nhớ cô mày nhất luôn, khóc luôn con ơi, ngủ không được. Bye bye nha. Về cấp điện thoại nhắn tin là tin nhắn. À, giữ gìn sức khỏe nha. Chị Út nha. Rồi bữa nào lên Sài Gòn nhảy bài quăng ta cái bon ha. Kêu vũ nha, hay lắm các bạn. Ủa cha, hai coi hai anh em nè. Trời ơi, hai anh em trước khi về làm một cú một cú mà rồi ai hơn hả? Ô quên con mắt ổng đỏ kìa. Đâu có yếu đâu, đâu có yếu đâu chị. Hai người chơi là hai người khoe nhau chứ không có ấy nha. Trời ơi, mặt nhưng mà mặt ông chồng em cái này chiêu đặc nè. Ủa trời ơi, chiêu tinh đỏ đã luôn. Trời ơi, con này à, bình thường về cưng chị chỉ cho. Ừ, chắc thơm quá. Bỏ trên chảo á, con da. Dạ. Rang lâu lâu cho nó chín một tiêu mà nó thơm, cái động đem cái con xay cái ăn tới đâu ăn tới đó. Không, con xay rồi con làm cái tiêu tới 5 tiếng. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi, thơm. Và chị tươi nấu nướng rồi trời ơi chăm sóc quá hả, ngủ là mền chiếu nè ha, rồi quạt rồi ha, chăm sóc kỹ lắm. Hai chồng mình về là chị Huệ mua một cái quạt với lại cái bình để hai chồng mình không có bị nóng á các bạn. Cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi, tiêu nè. Trời ơi, hai ông kìa. Trời ơi, trời ơi. Đó, biết thốt. Trời ơi, ảnh hai anh em mà tưởng là ông chồng mình mạnh, ai ngờ là chơi vật mà không thắng nổi anh Đạo. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Nói chuyện về mạnh giỏi. Dạ. Okay. Rồi anh đưa dưỡng lên xe đi. Ơi, cảm ơn, được rồi chị. Được rồi, chia tay đây được rồi. Vui quá. Để mình ra mình quay mấy chào mấy đứa nhỏ. Rồi đây là trên đường đi ra đi về nè các bạn ơi. Buồn quá, cảnh đẹp. Từ nay là mình sẽ không được ngắm cái cảnh đẹp như vậy nữa. Hẹn trở lại ha chị ha. Nhiều nhất lần năm. Trụ có miệng của ổng kìa. Kìa, bảo được á. Rồi bye bye ra ôm cái con à. Bye bye ra ôm cái. Hớp, bye bye. Bye. Goodbye hớp. Rồi chị luôn, mẹ bay xe đi đám dưỡng ngay đây xuống đây. Trời ơi, chú thương nghe chưa. Dưỡng, nó còn tạm biệt con dưỡng. Sushi kìa, cần chưa. Trời ơi, trời ơi, hung cái chút luôn. Dưỡng,
Bye bye nha. Trời ơi thương quá à. Bye bye bà cô nha. Kiếm baby đem về đây chơi với em bé nha. Thương ghê cái bả mặc pyjama này các bạn. Ui trời ơi cái bả kìa. Bye bye nha Kỳ. Đây nè các bạn ơi, sau khi mình chia tay ra rồi thì hai chồng mình đã ra tới bãi giữ xe và rất là rất là tiếc luôn các bạn ơi. Thương cái nơi này quá à. I'm crying. Bye bye nha. Các bạn ơi, hai vợ chồng mình đã lên xe máy rồi và mình cố gắng ghi lại những cái hình ảnh ở rạch vẹm. Xong bây giờ về ngủ rồi các bạn ơi. Thu ngủ rồi hả? Thu với Băng à, đi vô đội. Em ghé chào bác một câu. Giữ gìn sức khỏe nha mọi người nha. Mai mốt về gặp lại. Chắc chắn là sẽ gặp lại. Bye bye. Đó vừa mới tạm biệt nhà anh Tám xong. Bây giờ mình sẽ vào chào mẹ của chị Huệ. Cô đi về nha. Để mình chào. Cứ đáp cho nên giờ là goodbye luôn rồi con ơi. Cô về nha bé. À, bác con về nha. À, thời gian con ở xóm mình vui quá chừng à. Dạ. Con hả? Chắc là nếu như mà chồng con không về Canada được á thì cuối năm. Còn mà về được thì chắc là phải ra năm luôn. Dạ. Tại vì ảnh về con cũng đi về bên đó luôn. Giữ sức khỏe nha. Mình giỏi nha. Dạ. Anh sao? Tôi mới nói dịch dạ. Mà sao mà về dạ cũng có công chuyện á anh. Nếu mà thuận lợi thì tháng 7 ảnh về. Còn mà không thuận lợi thì ở tiếp. Bye bye nha. Học cho. Đó. Học cho Đức. Bye bye. See you again. Đó mắc cỡ. Again later là chỉ là một lúc sau thôi. Again là sẽ gặp lại. Đức. Đức kìa. Thầy kêu kìa. Tới ôm cái coi. Bác giữ gìn sức khỏe nha. Đây, chào anh nha. Đây học trò nè. Đó. Take care of you. See you soon. Take care là chăm sóc giữ gìn sức khỏe con. Bye bye nha. Rồi các bạn ơi, sau khi mà đã chia tay chào mọi người xong thì hai vợ chồng mình sẽ bắt đầu về Dương Đông và để sáng mai hai vợ chồng mình đi ra qua Hà Tiên để về Sài Gòn. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của hai vợ chồng mình và rất mong là các bạn tiếp tục like, ủng hộ cũng như là đăng ký, chia sẻ kênh với hai vợ chồng mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Tạm biệt rạch vẹm nha mọi người ơi, tạm biệt rạch vẹm nha.